Thầy còn nghe em nói không ạ? Em cứ nói đi. À vâng. Đây nhưng cái đoạn này có thể nên xử lý cho nó nhanh. Vâng. Ở đây là các thông số của bọn em chạy BDC. Ở đây là các thông số của bọn em chạy BDC thì nó hiện luôn lên trên màn hình giám sát ạ. À, và đây thì bọn em demo là thử sửa cái chỗ tốc độ máy ạ, là từ 12,68 sửa thành 99,99 ạ. Và đây hiện lên màn hình giám sát ạ. Reset thì tất cả về không hết ạ. Đây nó đang hiện trên SQL đấy. Dạ. Chuyển cái này cho nó nhanh đi. Vâng, bọn em còn lốt video này là hết rồi. Đây, bọn em nhập các thông số trên máy ạ. Và đây là nó hiện trên đây nó hiện trên SQL đây. Đây, nó hiện trên cả BLC đó. Đây là cài đặt giờ và trưởng các sản xuất ạ. Đây. Phần cuối cùng bọn em là đổi mật khẩu nữa. Bây giờ ok. Về cơ bản thì nó như thế này. Cái thứ nhất là phần thiết kế thì thầy các em chọn module nhưng mà số lượng module là bao nhiêu? À vâng. Tổng bảng mà các em gọi là liệt kê đầu vào ra các thứ thì không thấy các em. Đấy. Vâng. Không? Vâng. Thì là các em phải phải đưa ra một cách đầy đủ. Nên đưa ra một cách đầy đủ. Cái thứ hai là tại sao lại phải kiểm tra kết nối với POC? Lúc nào cũng cái người vận hành ấy thì thường người ta không có năng lực về điện đó thì hay là lập trình lập chiếc của em. Thế thì cứ vào một cái lại nhấn cái nút kiểm tra kết nối với POC thì thầy thấy nó không. Vâng, phần đấy bọn em bỏ đi ạ. Em có thể automatic kiểm tra cái vấn đề đấy. Nếu mà nó không kết nối được thì báo cho người vận hành. Vâng. Đó, người vận hành. Và như hiện tại thì là các em dùng một PLC cho cả hệ thống đúng không? Ở đây là bọn em dùng hai PLC ạ. Hai PLC, ok. Hai PLC thì em kiểm tra là em phải xem là PLC nào kết nối được hay không kết nối được thì cũng nên gọi là có những cái dòng hiển thị lên màn hình cho người vận hành người ta biết. À, vâng. Hai là phần lưu trữ dữ liệu gì đó thì thầy không rõ lắm là tần suất các em lưu trữ bao nhiêu lâu một lần hay là lưu trữ liên tục. Lúc mà em demo là em thay đổi cái gì đó đấy, thầy không rõ lắm. Nhưng mà số gói mì hay cái gì đó thì nó sẽ thay đổi liên tục, đúng không? Đúng rồi. Thì dữ liệu của em lưu bao nhiêu lâu một lần? Em thấy là bọn em lưu khoảng 20 giây một lần đấy, em đang demo như thế ạ. 20 giây một lần. Ừ. 20 giây một lần thì tại sao demo một cái thay đổi ở trong PLC mà cái mà nó lại ghi luôn vào cơ sở dữ liệu là thế nào? Thì 20 giây là mình mới ghi một lần thôi ạ. Chứ còn cái bảng đấy là mình, có nghĩa mình đã thử những lần trước rồi ạ. Không, cái dữ liệu đếm gói cơ, chứ không phải là những cái dữ liệu setup nha. Setup vâng. Thì phải ghi ngay. Cái dữ liệu mà giám sát ra màn hình ạ. Ừ.
Ok, 20 giây một lần. Đấy thì tất cả những cái thứ đấy ấy, thì các em phải nên vào, ghi vào trong cái thuyết minh hoặc là cái tài liệu thiết kế của các em. Nghĩa là làm thì nó phải có những cái điểm nhấn, đúng không? Những cái điểm nhấn. Vâng. Và theo theo thầy thì những cái này tại sao mình không làm demo bằng cái phần mềm hôm trước thầy giới thiệu cho ấy, nó đơn giản hơn là các em phải ngồi các em đếm đếm ở thay đổi giá trị ở trong PLC. Mình demo được không? Có Giả nhưng sử mà như là thầy giả sử thầy là chủ đầu tư, em là nhà thầu, em demo được thì em sẽ thuyết phục được thầy đồng ý cho em làm hơn nhiều, đúng không? vâng, nhưng mà em nghĩ là cái đấy làm cũng khá lâu. Làm gì mà lâu, chương trình thì em có rồi đúng không? Bây giờ em chỉ cần demo một một máy thôi, việc gì em phải làm cả dây chuyền, tại vì các em bây giờ em đang demo một máy mà. Một máy của các em có những cái gì nào mà các em bảo lâu rồi? Vâng, thế em để em thử thử làm lại bởi vì cũng cần một số thời gian. Một máy của các em là có một cái piston. Vâng. Và một cảm biến à hai hai cái cảm biến ạ. Hai cảm biến. Thế À mà thật. lâu thì liệu nó như thế nào, tại vì các em làm nên là thầy mới cần phải gọi là rà soát lại các em. Vâng, để em thử tìm hiểu làm thêm ạ. Nhá, còn về cơ bản như thế này thì cũng giống như thầy đã nói rồi là chưa làm gì hơn so với kỳ trước cả. Không nào, cái mà thầy muốn ấy là các em phải làm cái gì hơn so với họ, hơn so với họ chứ bây giờ mình làm như kỳ này mình làm bằng họ để họ đi đi trước mình một kỳ rồi đó. Xong là tất cả những cái thứ kỳ sau nữa thì những cái người kỳ sau nữa mà chỉ làm bằng các em thôi thì cũng không thể nào vượt hơn các em được, nên cái mà cần phải có là phân tích hơn so với họ những cái việc gì họ đã làm được, cái gì rồi mình bổ sung thêm. Chứ còn nếu mà chỉ loanh quanh đi làm lại cái của họ thôi thì mình mãi mãi là mình là người đi sau. Rồi các phần form mẫu báo cáo các thứ thì cũng chưa thấy demo ra. Có chưa? Có phần form mẫu chưa? Đúng không? Rồi còn hỏi gì nữa không? Báo cáo chưa thấy có nhỉ, đúng không? Báo cáo chưa chưa thấy bổ sung. Cơ sở dữ liệu thì ghi cơ sở dữ liệu thế thôi, nhưng nghĩa là một cái sơ đồ cấu trúc về cơ sở dữ liệu như thế nào ra sao thì không không thấy có. Nghĩa là người ta không hiểu được là các em bố trí cái cơ sở dữ liệu như thế nào cả. Nghĩa là một cái sản phẩm các em làm ra, các em phải làm sao thuyết minh được cho người khác hiểu nhá, hiểu. Vâng ạ, để bọn về bọn em bổ sung thêm ạ. Chứ thầy vừa xem các em demo, các em trình bày thầy không không biết nó là cái gì, không hiểu là các em trình bày cái gì, mặc dù thầy là người đã làm trực tiếp cái sản phẩm đấy đúng không, nên thầy vẫn không hiểu các em làm những cái gì ở trong đấy. Những cái thứ demo ấy, nghĩa là các em đưa ra cái video clip ấy, nó không có điểm nhấn. Ví dụ như thầy thấy là các em vào các em edit loạn xạ, thế thầy e ngại lắm, thầy là ông giám đốc công ty thì bảo thôi chết rồi. Thế này là những cái ông vận hành vẫn thế, ông chui cả vào trong cơ sở dữ liệu, ông đọc cơ sở dữ liệu rồi ông sửa này thì chết. Đúng không? Thì em phải làm sao em phải thuyết minh cho người ta là à, nếu mà là anh có quyền này, anh ở cao này thì anh mới vào được, còn cái ông vận hành thì ông ấy chỉ thế này thôi, chỉ thế kia thôi thì em mới thuyết phục được người ta làm. Và đặc biệt là những cái form mẫu về mặt báo cáo, người quản lý người ta bảo ở đây form mẫu báo cáo như thế này, đưa ra những cái chỉ số OEE như thế này như thế kia hiển thị trên màn hình đúng không. Những cái mà trong cái quyển hướng dẫn ấy, thì em phải phải thuyết trình cho người ta làm sao mà điểm nhấn vào những cái thứ đấy. Còn người ta không quan tâm em làm bằng cái gì,
Đó. Em ở đây tài liệu thiết kế giống như em nói, tài liệu thiết kế có bản vẽ này bản vẽ kia, ok, cũng người ta cũng sẽ giống như thầy đó. Cái này là ông điện ông sẽ nắm được, ok, lướt nhanh, không phải trình bày là từng cái bản vẽ này bản vẽ kia làm cái gì cả, tại người ta là quản lý người ta không quan tâm, đúng không? Phần mềm ông demo ra ông phải nhấn mạnh được là những cái chức năng của cái phần mềm đó. Trong tài liệu người ta hướng dẫn phân quyền rồi, admin, operator các thứ rồi, thầy cũng đã hỏi là thế thì ông trưởng ca là admin hay là operator hay như thế nào, thầy đã hỏi mấy lần rồi, đúng không? Thế những cái câu hỏi của thầy như thế thì các em cũng nên nhấn mạnh vào trong cái slide của các em, đúng không? Thế thì cơ sở dữ liệu em phải bố trí như thế nào ra sao, thế cái phần gọi là gì phân quyền đăng nhập đây tự nhiên lại put xong cuối cùng, nó có hợp lý hay không, làm sao mà em thuyết minh được, em thuyết phục được cái người chủ đầu tư, người ta đầu tư cho em tiền làm cái hệ thống đấy, đúng không? Em phải thuyết phục được. Đấy là những cái mà về trình bày, đúng không? Thứ hai là về và nó nội dung. Nội dung thì là thứ nhất là giống như lúc nãy thầy góp ý, tự nhiên vào kiểm tra kết nối với POC, cái ông vận hành nhiều khả năng ông không biết cái POC là cái gì luôn, đúng không ạ? Thế thì là vào là phải automatic check, đúng không? Và nếu không có thì báo lên trên màn hình là lỗi, mở ngoặc là gì kết nối với POC gì POC gì, đúng không? POC gì POC gì là sau đó là gợi ý là gì gọi cơ điện hoặc cái gì đó sửa chữa đấy. Yeah. Rồi trên vào đăng nhập các thứ thì phải phân quyền như thế nào ra sao, phải thuyết minh cho nó kỹ càng. Thế cái quyển thầy đã gửi cho hẳn một cái quyển đồ án tốt nghiệp, người ta làm đầy đủ hết rồi, nó mình làm thì nó cũng phải có một số những cái chức năng gì đó để mình thuyết minh được tương như thế, đúng không? Và thầy thấy rõ ràng là gì, nếu các em tập trung thời gian, các em dành thời gian, các em làm nó là tương đối tốt, đúng không? Tốt hơn so với những gì các em đã làm như trước, đúng không? Thế thì thực tế là do là các em không đầu tư thời gian thì trước đó các em làm nó chưa được tốt thôi. Không có cái gì là nó tự dưng nó có cả, các bạn khác điểm các bạn cao thì các bạn ấy tập trung thời gian, mình cũng phải như vậy. Tiếp theo là trình bày cũng thế, đúng không? Cách trình bày đừng có ngồi đọc bản vẽ lần lượt cái bản vẽ như thế, không ai người ta để ý cái việc đấy cả. Người ta những cái gì có trên slide có trên màn hình người ta đọc người ta sẽ biết, thì mình chỉ giới thiệu ra thôi, đây là bản vẽ chẳng hạn. Chi tiết thì các em phải đều phải nộp báo cáo thì các thầy sẽ xem được. Rồi cái việc demo, đúng không? Demo thì cũng phải phải làm demo cho nó rõ ràng, đặc biệt là phần báo cáo, đúng không? Chi tiết ra cái đấy nó quan tâm, người quản lý người ta quan tâm cái việc đấy. Đấy là những cái góp ý của thầy cho nhóm này, và đặc biệt là những cái đấy mà thầy góp ý xong thì cũng làm gần giống như của họ rồi, đúng không? Thì thầy nói rồi, thầy không yêu cầu các em phải làm cả hệ thống, mà các em đưa ra một cái design, các phương án, rồi các em demo cho một máy, hai máy gì đó tùy các em. Và thầy đã giới thiệu một cái phần mềm rồi, nếu các em làm được cái do cái phần mềm đấy demo thì các em không phải giả lập những cái thứ mà như các em nói là thay đổi giá trị, mà các em cứ cho nó chạy, đúng không? Cho nó chạy là các em có thể có số liệu automatic rồi. Mà thầy nghĩ các em đầu tư thời gian làm việc ấy thì các em mất một buổi để các em làm được cái demo đấy, chứ không phải mất nhiều thời gian đâu. Giả sử như thầy là cái người chưa làm bao giờ thì các em có thể nói được là thầy mất thời gian, ví dụ phải design cái xi lanh như thế này, để design cái sensor như thế kia thì có thể nói được, nhưng mà thầy là những người bản thân thầy cũng biết những cái việc đấy, và sau này các em đi làm ở đâu thì các em cũng biết là người ta sẽ biết, nên là không thể nói được việc đấy là mất thời gian được, chưa? Và nếu các em làm được cái việc đấy ấy, thì các em sẽ tốt hơn trong cái bài của các em, tại vì các em làm hơn so với những người người ta đã làm rồi, hiểu chưa ạ? Vâng, em hiểu rồi. Rồi còn hỏi gì nữa không nhóm mình? Dạ, nhóm em tạm thời đấy chứ. Em cảm ơn thầy ạ. Ok rồi, tiếp theo còn nhóm nào nữa không? Vừa rồi là nhóm 1 đúng không?
Nhóm 2 có hỏi gì không? Nguyễn Đức Anh, Phạm Trung Kiên, Phạm Đức Cường, Nguyễn Việt Dũng. Nhóm em bọn em thầy, bọn em vẫn đang triển khai thôi thầy ạ. Bọn em vẫn chưa có cái demo mới ra được ít slide thôi thầy ạ. Cái slide không phải là cái quan trọng, nó là cái để các em trình bày những cái sản phẩm của các em. Hôm nay thì thầy cũng không hề yêu cầu các em phải làm slide cái gì cả, mà là các em phải khó khăn cái gì hoặc thì các em trình bày ra thì thầy có thể hỗ trợ, hoặc là sản phẩm các em định làm cái gì như thế nào. Thầy đã nói từ tuần trước là các em cố gắng chuẩn bị rồi. Kết quả của mình giữa kỳ không tốt đâu nhá, nên là cố gắng. Vâng. Nhóm 3 có hỏi gì không? Dạ thưa thầy là bọn em không có câu hỏi gì ạ. Bọn em đã nghe okay. mấy nhóm trước trình bày, bọn em sẽ bổ sung thêm ạ. Ừ, rồi. Này, nhóm 3 thì cũng làm tương đối tốt rồi, đúng không? Nhóm 4 nào? Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Ngọc Thắng, Bùi Đình Thiệu và Nguyễn Quang Thanh có hỏi gì không? Dạ, em thầy nhóm em vẫn đang triển khai và bọn em sẽ rút kinh nghiệm từ góp ý của thầy từ các nhóm trước ạ. Thế bây giờ hỏi lại là các nhóm còn lại có ai muốn hỏi gì không? Thầy cho em hỏi một chút ạ. Ừ, rồi mời bảo. Cái nhà nấu bia thì bọn em vẫn chưa có ý tưởng gì về cái SQL, thì bây giờ nếu mà mình triển khai cái SQL thì mình sẽ làm gì vào trong cái đấy ạ? Kiểu với cái nhóm Masa lúc nãy thì có thể là trưởng ca vận hành hoặc là số lượng đóng gói được, còn bọn em thì làm về nồi nấu thì cái SQL đấy mình sẽ đưa cái gì vào? Thế tóm lại là theo em một cái hệ thống thì nó cần phải lưu trữ những cái gì, thông tin gì? Theo em thì chắc là nếu mà nhà nấu thì chắc nó sẽ lưu cái giá trị nhiệt độ và cái thời gian vận hành nào. Nhiệt độ, thời gian vận hành. Nếu mà thầy là người quản lý thì không quan tâm đến việc đấy. Thầy không quan tâm. Đúng không? Tóm lại là khi mà em làm một cái nhà máy sản xuất, đúng không? Thì em quan tâm đến những cái gì? Em nghĩ là năng suất. Ừ, năng suất, đúng rồi. Thế làm nào để biết được năng suất nó nhiều hay nó ít, nó nhanh hay nó chậm? Thế chắc là em sẽ dùng cái số mẻ đã nấu được. Đúng rồi, số mẻ đã nấu được, tại vì nấu bia là theo mẻ, đúng không nào? Dạ vâng. Và gì, thời gian nấu một mẻ. Để có thời gian nấu một mẻ thì sẽ có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, đúng không nào? Dạ, vâng. Ừ, thì đấy là những cái mà các em cần phải lưu trữ vào. Và cái người vận hành của cái đấy cũng như thế thôi. Hoàn toàn là có thể giống như các bạn khác. Bất kỳ một cái hệ thống nào thì cũng cần phải có người vận hành. Đúng không nào? Không thể có một cái ông nào mà ông ấy ngồi ở cái hệ thống điều khiển đấy 24/24 được. Ông phải nghỉ ngơi chứ. Và thông thường người ta sẽ phân chia ra làm 3 kíp, 3 ca. Đúng không nào? Dạ, vâng. Ừ, đấy. Thế nên là cái việc đấy là các em phải bổ sung vào, thầy nghĩ là hợp lý, đúng không nào? Dạ vâng ạ. Ừ. Đấy. Thì đấy là những cái nghĩa là khi mình nghĩ tới cơ sở dữ liệu thì mình nên làm những việc đấy. Ngoài ra, đúng như em nói, đúng không? Có thể những cái cơ sở dữ liệu về mặt gọi là bảo trì, bảo dưỡng, về điện, về đóm. Đúng không? Nhiệt độ này đưa cái thứ ok. Có thể lưu trữ lại trong một quá trình, nhưng mà mình nên lưu trữ những cái gì nó cần thiết, đúng không? Cần thiết, ví dụ như là nhiệt độ max, đúng không? Hoặc là gì, những cảnh báo báo động có thể lưu trữ lại. Thì những cái đấy thì các em phải xem là gì, đối với mỗi một hệ thống là gì, nó cần cái gì thì các em bổ sung để tốt cho cái quá trình vận hành và điều dưỡng luôn. Chứ không phải là sau này ra đi làm, đi thi công cho người ta lại hỏi thế anh cần lưu trữ cái gì.
thì đương nhiên là người ta cũng sẽ nói người ta cần những lưu trữ những cái gì. Thế nhưng mà mình có tư vấn thêm cho người ta, mình đưa ra những cái phương án, em đưa ra càng nhiều phương án, đúng không? Càng nhiều chức năng của hệ thống thì em báo giá càng dễ dàng, càng được nhiều tiền hơn, đúng không? Còn nếu mà các em không đưa ra được phương án thì là gì? Các em không chủ động trong công việc thì các em không thể nào đưa ra cái báo giá cao để mà lấy tiền được, đúng không ạ? Đấy là cái mà thầy bổ sung thêm nha. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Ừ. Em cũng hết câu hỏi rồi. Ừ, ok. Còn nhóm nào nữa không? Không hay hỏi gì à? Không hay hỏi gì là lớp kết thúc sớm đấy. Mà cứ để tình trạng đấy như thi giữa kỳ đến thi cuối kỳ là căng đấy, là gay go đấy, đúng không? Ngay từ tuần trước thầy đã dặn rồi là cố gắng làm đi, xem xét lại và rà soát lại đi để chúng ta trao đổi. Thầy ơi, một số nhóm. Ừ. Em thấy em năm 8 thì cái đề tài mới của bọn em thì không có gì tham khảo, thầy có thể xem qua nội dung bọn em định báo cáo thì như vậy có được không ạ? Ừ. Vâng, để em xem. Không có gì tham khảo không có nghĩa là mình không có gì để làm. Tóm lại là khi mà không có gì tham khảo nó sẽ là một cái vấn đề như này này. Nghĩa là nhà máy người ta hoàn toàn mới, mình xây dựng hoàn toàn mới, đúng không? Thì mình phải tư vấn cho người ta một cách tốt hơn, đúng không? Còn nếu đã có tài liệu tham khảo rồi thì giống như là một cái hệ thống người ta đang chạy rồi. Thì các em đến các em phải đề xuất cho người ta là phương án nào thì tốt, đúng không? Tôi sẽ nâng cấp cho các anh cái này, nâng cấp cho anh cái kia. Đúng không? Thì mới có mà cái mà làm chứ, đúng không? Chứ lại đến nơi bảo ôi cái này của các anh tốt lắm rồi, không có gì để cải thiện đâu, đúng không? Anh cứ thế mà duy trì hoạt động thôi. Ừ, thì đến nơi ông khảo sát xong như thế thì ông đi về thì ông hết việc, không có gì để làm cả, đúng không nào? Đấy, nên là cái mà có tài liệu tham khảo nó còn khó khăn hơn nhiều những cái ông mà chưa có tài liệu tham khảo gì. Rồi giờ em muốn hỏi gì nào? Bọn em định có những trình bày có những phần này thì theo thầy là em cần bổ sung gì không ạ? Em định trình bày những thứ này. Ừ. Thứ nhất là giới thiệu về năng lượng điện gió hiện nay trên Việt Nam và thế giới là không cần thiết. Người ta không cần. Người ta là chủ đầu tư, người ta biết cái đấy hơn em. Người ta phải có những cái căn cứ đó thì người ta mới mở ra một cái nhà máy. Đúng không? Thế giống như thầy nói đấy, các em phải đọc cái tài liệu mà thầy cung cấp một số thứ. À thì bây giờ hiện trạng nó là như thế nào? Đúng không? Hiện trạng như thế nào? Và tôi đề xuất ra là tôi làm cái bài tập lớn này, đúng không? Gọi là bài tập lớn, đúng không? Tôi làm cái đề tài này để phục vụ cái mục đích gì? Ví dụ như là cái hệ thống kia là SCADA nó có rồi, đúng không? SCADA nó rồi. Nhưng mà về bảo mật, bảo mấy cái thứ là chưa ok. Đó. Mà người ta cấp cho mình một cái OPC server rồi, đúng không? OPC server. Như vậy là tôi sẽ kết nối với OPC server đó để tôi lưu trữ dữ liệu lại. Đúng không? Thì các dữ liệu đấy nó sẽ phục vụ mục đích gì? Thứ nhất là tôi có thể là chỉ theo dõi được năng suất, sản lượng, điện năng theo mùa, đúng không? Theo mùa và theo thời gian trong ngày, vân vân. Ngày từ đó là gì? Tôi có thể tối ưu được cái hoạt động
của nhà máy, đúng không? Thứ hai là tôi sẽ lưu trữ lại được những cái cảnh báo và báo động trong hệ thống để giúp cho cái quá trình vận hành bảo trì bảo dưỡng tốt hơn. Thứ ba là gì? Có thể, cái này là làm web đúng không? Em có thể truy cập được mọi lúc mọi nơi, đúng không? Mọi lúc mọi nơi để có thể giám sát được cái trạng thái hoạt động hiện tại của nhà máy, vân vân. Đấy là những cái yêu cầu. Đấy, thì yêu cầu và mình phân tích ra được, nghĩa là mình phải làm những cái gì để thuyết phục người ta làm. Ok chưa nào? Thế sau đó thì mới là cơ sở dữ liệu, nhất trí. Cơ sở dữ liệu nó gồm những cái phần gì? Không cần phối rượu phần mềm cơ sở dữ liệu MySQL. Người ta không quan tâm em dùng MySQL hay là em dùng Oracle hay em dùng Access. Nếu mà giới thiệu phần mềm MySQL thì em phải so sánh những phần mềm khác. Em bảo là nó thế này, nó thế kia, nó tốt, nó ưu điểm hơn những cái khác hoặc gì đó. Chứ không cần gọi là giới thiệu MySQL rồi chức năng rồi hoạt động rồi truy vấn cái gì cả. Giới thiệu phần mềm MySQL ra sao, đúng không? Còn có thể tạo dữ liệu truy vấn gì đó thì đấy là cái cách để các em là gì học tập thôi, đúng không? Còn đối với bản thân các thầy chẳng hạn thì cũng không cần các em phải nêu ra những cái thứ đấy, đúng không? Nhưng khi vấn đáp các thầy có thể hỏi làm sao mà ông tạo được dữ liệu, làm sao ông truy vấn được dữ liệu, làm sao ông đọc được. Đấy là cái mà các thầy sẽ hỏi. Chứ các thầy không cần các em trình bày ra để gọi là chỉ dẫn cho ai cả, đúng không ạ? Nên vậy mình không cần. Vậy mình phải có cái sơ đồ cấu trúc của cái MySQL như thế, vân vân. Và như thầy đã nói, người ta đã cấp cho mình một cái OPC server rồi, đúng không? Thì làm sao mình đọc được cái OPC server đó để mình ghi chữ và ghi vào trong cơ sở dữ liệu. Thì cái cách thực hiện như thế, làm như thế nào là cái giải pháp đưa ra, các em đưa ra. Chưa? Sau đó là ok. Trang web, không ghi là trang web giám sát, mà là giao diện giám sát trên nền web. Cách tạo trang web như thế nào cũng không cần. Chuyển dữ liệu về web để hiển thị như thế nào cũng không cần. Nhưng các em phải nắm được cái việc đấy. Các em trình bày vào cũng được, không sao cả, thầy không ngăn cản. Nó sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho những cái bạn khóa sau. Thế nhưng mà các menu của trang web, đúng không? Các trang web nghĩa là các menu, các trang vận hành như thế nào? Thì giống như hôm trước cái phần giao diện giám sát ấy, thầy đã cho các em một cái sơ đồ cấu trúc rồi mà, đúng không? Gọi là cái index ấy. Cái slide đấy vẫn ở trên team. Vào thì mình phải đưa ra cái cấu trúc của cái giao diện giám sát của mình nhá. Vân vân. Đấy. Sau đó là ok. Nó sẽ có một số những cái hướng dẫn sử dụng như các em nói cũng được. Ok, đúng không? Rồi kết luận cái liếc gì đó. Kết luận thì thầy nghĩ là chưa kết luận là chứ không cần. Đây là một bài tập lớn thôi, đúng không? Các em báo cáo những cái gì mà các em đã làm. Còn chưa có cái gì để demo lên thì thầy cũng chưa thể góp ý thêm cho cái giao diện nó gồm những cái gì cả. Em có. Nhưng đấy là những cái phần mà các em làm. Ừ, có giao diện thì demo luôn. Đây. Đây là giao diện của cái gì đây? Đây là giao diện của ở trang web home. Đây là hiển thị 12 cái tuabin thì ạ. Ở bên dưới là cái đôi cái channel của tổng công suất với tốc độ gió. Màu xanh với màu vàng ấy. Còn đây nên là từ từ đã. Thế bây giờ cái màu xanh màu vàng này làm sao mà người ta phân biệt được? Nên có một cái có đây có cột bên cột này có cái màu vàng. Nhưng mà nó khá là khó hiểu thì mình có thể có thêm một cái ghi chú gì đó, hiểu không? Vâng ạ. Ghi là ví dụ win speed hoặc là cái mở ngoặc cái chỗ win speed kia kìa là có một cái đường màu vàng ở đó nhá. Vâng ạ. Rồi. Thường thì người ta khi làm một cái này thì người ta nên có một cái menu. Các em nhìn thấy trang web bao giờ nó có một cái menu ở phía bên tay trái hoặc phía bên tay phải để chuyển. Thay vì chuyển cái nút ấn như thế này. Nhưng mà thôi, trong cái version đầu tiên thì làm như thế này cũng được.
Vâng ạ. À, nhưng mà tiếp theo thì một số cái là ví dụ như là mấy cái hiển thị đơn vị kia thì nó nhiều số đằng sau dấu phẩy quá và nó không thống nhất. Cái thì 2 số, cái thì 5 số. Chưa hợp lý lắm, đúng không? Ví dụ power ở phía dưới nhá, cái chỗ performance indicator của em là có 2 số đằng sau dấu phẩy. Nhưng ở phía trên thì lại có 3 số đằng sau dấu phẩy. Như vậy là không thống nhất, đúng không nào? Đấy. Win speed cũng thế, đúng không? Win speed thì có tận 5 số đằng sau dấu phẩy. Như vậy là mình chưa rõ ràng lắm. Và tiếp theo thì cái này thì thầy nhìn về bản thân thì cái tua hình ảnh, cái tua pin gió của em ấy, hình như nó không phải là tua pin gió, nó là cái cối xay gió sao ấy, hay là cái gì đúng đấy? Rồi, đúng rồi, cái cối xay gió thầy ạ. Ai lại làm như thế? Thầy lấy cái hình ảnh tua pin gió, cái gì có chứ? Thì bây giờ nó có những cái công cụ rất là tốt, đúng không? Là gì, có những cái phần mềm mà free online luôn, là em có thể lấy những hình ảnh tua pin gió rồi em xóa nền đi, hoặc là em làm cái màu nền nó giống cái gì đó, nghĩa là làm sao giao diện nó đẹp hơn, nó hợp lý hơn. Ừ, không nên tua pin gió mà không lại đưa cối xay gió vào thì nghe chừng nó không hợp lý, được chưa nào? Ngoài ra thì thầy nhìn thấy cái chữ tua bin 1, tua bin 2, tua bin 3, tua bin 4 thì em nên để ở dưới hình ảnh của cái tua bin, hợp lý hơn là em để trên cái chỗ phần power kia. Thì người ta sẽ nhìn thấy những cái power tốt hơn. Người ta chỉ quan tâm cái thông tin của power thôi, còn tua bin thì nó người ta biết rồi. Đó. Tiếp theo là anh Việt thì lẫn lộn power rồi, ok, wind speed, wind direction, nhưng mà lại bắc nam gì đó thì nghe chừng nó không hợp lý, đúng không nào? Anh là anh, Việt là Việt, thì có thể làm một cái menu lúc thì tiếng Anh, lúc thì tiếng Việt nếu có khả năng. Ok chưa? Thế đây là của cả nhà máy. Thế ví dụ từng tua bin một thì nó sẽ có giao diện như thế nào? Đây là bọn em chỉ có hai bên rồi, chỉ có hai phần thôi. Đây từng tua bin một đấy. Ví dụ cái một đây vẫn là cả nhà máy chứ, đây vẫn là cả nhà máy, từng tua bin thì nó đưa lên giao diện như này. Ok thôi cũng được. Thế cái alarm thì chưa làm được đúng không? Vâng ạ, alarm chưa làm được ạ. Nhưng mà tất cả đến bây giờ là dữ liệu là đều ở cùng trên một máy tính à? Vâng ạ. Để chưa biết cách triển khai. Thôi cũng được, nếu mà triển khai được thêm là giống như thầy nói là một cái máy server ở một chỗ còn giao diện ở một chỗ thì tốt hơn. Tại vì cái giao diện này là em có thể đăng nhập được ở bất kỳ cái nào, hoàn toàn là như này nhá, nếu mà em upload lên được trong mạng LAN. Tại rằng em có máy tính, thầy đồng ý, nhà em có máy tính nhưng nhà em có wifi không? À, có nghĩa là vào mạng nội bộ ấy hả thầy? Ừ. Em cũng đang nghĩ cách để làm thầy ạ. Thì nền web là nó phải như thế để em có thể là em đăng nhập vào bằng điện thoại, em vẫn có thể show được cái này, thì lúc đấy cái bài thuyết trình của em nó sẽ hợp lý hơn nhiều, hiểu không? Thay vì là cứ phải lên cái máy tính đó thì là tôi có thể vào bằng điện thoại, hiểu không? Ok, thì có nếu mà bổ sung thêm được phần alarm thì ngon, đúng không? Nếu không thì xong là có báo cáo gì không? Bây giờ không, nghĩa là sau này hướng phát triển ấy, hiểu chưa? Rồi cái đồ thị trend ấy nó cũng quan trọng, cái đồ thị mà trang site overview ấy tích vào từng tua bin nó cũng có ra được cái đấy thì tốt. Ý thầy là tích vào từng cái pin xong rồi nó chuyển sang một cái web khác rồi nó nó ra một cái tab khác hoặc cái gì đấy, nó cũng có đồ thị power performance cái gì đó. Có từng cái tô bin như cái đồ thị trên tổng ấy à thầy? Đúng rồi. Còn như thế này thì cũng là ok rồi, đúng không?
Nếu kia thì em nhưng 10 mét trên giây là hơi 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 nhanh ý nhá. Số liệu thực à? Số liệu em lấy số liệu gốc ở trong Excel của thầy xong em cộng random đi. 1 2 random gì? Nhưng mà như này nhá, thầy nhìn này. Thầy nhìn ví dụ như bản thân thầy ở đây đúng không? Thầy nhìn là từng tua bin một là toàn 5 6 gì đấy là max. Tại sao tổng nó lại là vừa nãy thế gần 10? À, mười mấy? Cái tổng này em vẫn chưa sửa trong code thầy ạ. À đấy, chưa. Yeah. Vâng, cái này em vẫn để dữ liệu ảo thầy ạ. Em vẫn chưa sửa. Ok. Thì đấy là những cái mà mình phải lưu ý thêm nhá. Vâng ạ. Em biết rồi. Rồi, ok. Thì nhớ là đây là sản phẩm nhưng mà lúc mình thuyết minh thì mình nên có những cái cấu trúc cho nó hợp lý nhá. Vâng ạ. Ừ. Để làm sao người ta hiểu hơn về cái hệ thống của mình, thuyết minh được cho người ta. Ok, gì nữa không? Em hết rồi, em cảm ơn. Ừ. Còn nếu nào hỏi nữa không? Và thế này thì chúng ta tạm nghỉ giải lao 15 phút nhá, để xem trao đổi bàn bạc với nhau đi, xem cần hỏi gì thì hỏi rồi vào thầy lại giải đáp tiếp được không nào? Bây giờ là 4:02 đúng không? Cứ cho 4 giờ đi thì 4:15 chúng ta quay lại lớp được không nào? Cố gắng nghĩ ra cái gì đấy hoặc là trao đổi với nhau xem bài tập của mình nó còn cái gì nó cải thiện hơn, đặc biệt là những cái nhóm mà trước đấy điểm chưa tốt lắm. Thầy ví dụ như là nhóm số 5 này. À, lớp mình là lớp 54 hay lớp 53 nhỉ? Lớp 53 đúng không? À, lớp 53. Đấy. Ví dụ nhóm số 5 điểm không cao này. Nhóm số 9, nhóm số 10, nhóm số 11. Nhóm số 15. Điểm không cao thì các em cố gắng nhá, trao đổi với nhau xem cần hỏi cái gì, bổ sung cái gì. Không có gì để hỏi thì nghĩa là chưa làm. Ok, giờ mình nghỉ giải lao nhá. 4:15 chúng ta quay lại.
Thôi chúng ta quay lại lớp thôi nào. Nào đã suy nghĩ thêm, có hỏi thêm gì không nào? Các nhóm còn lại. Bình thường thì thầy hay báo là cho nghỉ tự làm bài tập lớn đúng không? Hôm nay là cho discuss với nhau rồi. Cả thầy rồi, thì có ai hỏi gì không? Ai còn ở trong lớp giơ tay lên cho thầy cái nào? Cũng còn nhiều đấy chứ đúng không? Chẳng ai chịu hỏi gì cả. Em một là làm tốt rồi đúng không? Hai là chưa làm gì để mà hỏi cả. Bây giờ ok. Nếu mà không ai hỏi gì thì lớp chúng ta nghỉ sớm thôi. Không, lại tự ôn tập bài tập. Cố gắng nhá, cố gắng triển khai bài tập cho nó tốt. Ăn mấy chiếc nó no mất. Ừ, bạn nào hỏi gì hỏi đi. À, thầy cho em hỏi là về cái lịch nộp bài tập quyết kỳ này thì thầy dự kiến sẽ hôm nào nộp ấy ạ? Một tuần trước khi thi. Và lịch thi thì thầy chưa biết được. Được không? À vâng, vâng cảm thầy ạ. Ừ. Rồi ok, cảm ơn tất cả các em. Nếu mà không ai hỏi gì nữa thì lớp chúng ta nghỉ thôi, đúng không? Buổi thầy, cuối rồi. Em phải... Ừ, bạn nào hỏi gì hỏi đi. Em thầy em Hùng. Nhóm làm ship bia ấy. Ừ. Thì cho em hỏi là cái phần điều khiển chạy bằng tay thì phải làm một cái hệ thống nút ấn để chạy trực tiếp bằng tay trên tủ điện. Nghĩa là sao thầy không hiểu lắm? Là có chạy tự động mà chạy tay ấy à? Ừ. Thì chạy tự động thì mình chạy qua POC rồi, thế còn chạy tay thì mình có cần phải làm một cái hệ thống nút điều khiển bằng nút ấn để chạy từng mở từng cái van từng cái động cơ không ạ? Cái cũ thì họ làm như nào? Cũ thì em thấy là có hai cái tín hiệu đầu vào là đầu vào Y vào POC là auto và chạy bằng tay ấy. Ừ. Thì không biết là cái chạy bằng tay mà đưa vào đầu vào là để làm gì? Thứ nhất là này này. À, thầy gửi cho các em là bản đồ án tốt nghiệp đúng không? Dạ vâng. Thì người ta sẽ làm nhiều thứ nó liên quan đến thực tế của nhà máy. Nhưng ở đây chúng ta làm bài tập lớn của một môn học. Như vậy mình focus vào những cái nội dung mà nó liên quan tới nội dung cái môn học này, đúng không? Thì như vậy là hoàn toàn là em chỉ cần nói một câu là trong nội phạm vi của bài tập lớn môn học này tôi chỉ xem xét cái phần điều khiển tự động thôi. Vâng. Em hiểu không? Vâng, tức là cái phần menu đấy thì mình bỏ đi rồi. Ừ, bỏ đi gì đấy hoặc là gì không, tôi không quan tâm đến phần đấy. Tại vì nó không thuộc phạm vi nghiên cứu của cái môn học này. Dạ vâng, dạ vâng, em cảm ơn thầy. Gì nữa không? Bạn nào hỏi gì nữa không? Ok, nếu không hỏi gì thì thôi, các em nghỉ thôi nhá. À, cũng buổi cuối rồi thì là tuần sau thì nhẽ ra là còn một nửa buổi nữa. Thế nhưng mà với tình hình lớp của mình như thế này, hôm nay cũng không còn gì để hỏi thì các em cố gắng là thực hiện tốt cái bài tập, còn tuần sau chúng ta sẽ không học thêm nữa nhá, không học thêm nữa thì cũng kết thúc buổi đúng không, cũng chuẩn bị sang năm mới. Thì chúc tất cả các em và gia đình năm mới sức khỏe, học tập và công tác tốt. Thầy chào tất cả các em, lớp chúng ta nghỉ. Các em nghỉ đi, chào tất cả các em. Thầy chào thầy ạ. Chào thầy. Chào thầy ạ.